Số liệu từ nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ Việt Nam và các nghiên cứu khác cho thấy 58% phụ nữ cho biết họ đã từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực về thể chất, tinh thần và tình dục trong đời. Khoảng 50% nạn nhân chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng. 87% nạn nhân bạo lực gia đình chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công. Những chi phí và thiệt hại về kinh tế do bạo lực gây ra chiếm gần 1,5% GDP năm 2012 của Việt Nam. Tuy nhiên, chi phí xã hội còn cao hơn do bạo lực đối với phụ nữ ảnh hưởng đáng kể đối với sự gắn kết xã hội và khả năng phục hồi của cộng đồng. Bạo lực dẫn tới kìm hãm tăng trưởng kinh tế và gia tăng đói nghèo của quốc gia. Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái ngày 25 tháng 11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ ngành liên quan cùng với Liên hợp quốc tại Việt Nam và các đối tác phát triển khác khởi động chiến dịch truyền thông chấm dứt bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vấn đề này, đặc biệt là của nam giới, nhằm kêu gọi sự chung tay của tất cả mọi người trong việc chấm dứt bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam. Thông điệp của chiến dịch năm nay là bạn không đơn độc, hãy lên tiếng khi bị bạo lực tình dục, và đó có thể là con gái bạn, hãy đưa bạo lực tình dục ra ánh sáng. Chiến dịch được triển khai rộng khắp cả nước, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 với 30 sự kiện đa dạng cả về cách thức tổ chức và hoạt động. Chuỗi các sự kiện như đối thoại chính sách, hội thảo, giao lưu ca nhạc, hội thi, các hoạt động xã hội, giao hữu bóng đá diễn ra tại 11 tỉnh thành bao gồm Hà Nội, Hải Dương, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Tây Ninh, Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh. Các sự kiện trong chiến dịch được tuyên truyền rộng rãi qua các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Sau 16 ngày triển khai, chuỗi 30 sự kiện có sự tham gia của các cơ quan như Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, UNFPA, UN Women, UNODC, WHO, UNDP, IOM, v.v. Các cơ quan chính phủ như Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, các đối tác phát triển như Sứ quán Canada, Irish Aid, EU, các tổ chức phi chính phủ như Oxfam, Care International, Plan International, các tổ chức phi chính phủ trong nước như CISAGA, CGFED, kênh VTV2 và VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Kết quả bước đầu cho thấy, 12 tỉnh thành phố trên cả nước trực tiếp tham gia triển khai các sự kiện hưởng ứng chiến dịch, gần 16.000 lượt người trực tiếp tham gia các sự kiện của chiến dịch. Băng rôn về chiến dịch đã được treo trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. Từ khóa bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái đã cho ra gần 1 triệu kết quả trên Google. Điều đó cho thấy sự quan tâm của cộng đồng mạng và độ phủ sóng truyền thông của chiến dịch. Tổng cộng 30 sự kiện đã được truyền thông với những con số vô cùng ấn tượng như 215 lượt báo mạng, 79 lượt phát thanh. Hàng loạt tin tức về sự kiện được đưa lên các bản tin lăng kính V6 của kênh VTV6 với đối tượng là khán giả trẻ. Đáng chú ý hơn cả, nhiều sự kiện được đưa tin liên tục trên các bản tin chào buổi sáng, cuộc sống thường ngày và đặc biệt là bản tin thời sự 19 giờ trên kênh VTV1. Tổng cộng đã có 31 lượt phát sóng truyền hình ở trung ương và địa phương về sự kiện. Qua đó ước tính hàng chục triệu người đã được tiếp cận với thông điệp của chiến dịch. Đừng ghê bao buồn vương mà bạn hãy nâng niu cho che. Đừng dễ bao đòn roi và đừng nhẫn tâm quay mặt đi. Trong trời đang mở ra một cuộc sống bao dung tràn hòa. Cuộc sống mới với tự do và hạnh phúc khi ta sẽ chia. Hãy đưa bạo lực tình dục ra ánh sáng. Đó có thể là con gái bạn,